chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Chủ đề lần này mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về căn bệnh mắt lồi, mắt đục ở cá vàng. Trước tiên thì để xem tiếp video này, đối với các bạn mà chưa đăng ký kênh của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn chỉ cần 3 giây thôi để nhấn nút đăng ký và nút chuông kế bên để nhận thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Ngoài ra, ngoài các video chia sẻ trên YouTube thì Đam Mê Cá Vàng cũng có tư vấn miễn phí cách chăm sóc chữa bệnh cho các bạn thông qua các kênh như là Facebook và Instagram có cùng tên là Đam Mê Cá Vàng. Ngoài ra các bạn còn có thể liên hệ trực tiếp vào hotline 0869 242 393 để nhận được tư vấn miễn phí nha. Thông qua hai kênh này thì các bạn cũng sẽ theo dõi được các chương trình khuyến mãi hàng tuần và hàng tháng của Đam Mê Cá Vàng. Bây giờ thì mời các bạn xem tiếp video thôi. Để tìm hiểu về căn bệnh này, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của căn bệnh này. Nguyên nhân đầu tiên đó là do bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Aeromonas. Nguyên nhân thứ hai đó là trong bể có cái lượng cá quá đông. Nguyên nhân thứ ba đó là do chất lượng cá bị. Nguyên nhân thứ ba đó là do cái chất lượng nước nuôi cá bị suy giảm. Nguyên nhân thứ tư đó là khi mà cá mắc bệnh đốm trắng, và khi mà cá mắc bệnh đốm trắng thì sẽ khiến cho người cá bị ngứa và cá sẽ cọ sát cơ thể của mình vào trong thành hồ. Và khi như vậy thì vô tình cá cũng sẽ cọ sát phần mắt của mình vào trong hồ, vào trong thành hồ. Vì như vậy thì sẽ khiến cho cá bị cái chứng bệnh gọi là đục, là mắt đục. Nguyên nhân tiếp theo đó là khi mà pH thay đổi bất thường, do mình thực hiện điều trị bằng tắm thuốc thì sẽ khiến cho tác động đến pH, và pH thay đổi bất thường sẽ tác động đến phần mắt của cá. Nguyên nhân tiếp theo nữa đó là do cái phần đáy đá lát. Nếu mà những cái hồ các bạn nào mà có đá lát á, thì do cái phần đá lát đó nó quá bẩn, hoặc là do cái mặt trong của hệ thống lọc nó quá bẩn do một thời gian dài bạn không có vệ sinh chẳng hạn. Nguyên nhân tiếp theo đó là do bạn cho cá ăn quá nhiều. Bởi vì khi mà bạn cho cá ăn quá nhiều á, thì sẽ khiến cho nước của cá mau dơ, và điều này sẽ làm một điều gián tiếp dẫn đến cho cá bị bệnh về mắt. Nguyên nhân tiếp theo nữa là nguyên nhân dễ hiểu, đó là do hệ miễn dịch của cá bị suy giảm. Về hệ miễn dịch của cá bị suy giảm thì nó có rất là nhiều nguyên nhân ha. Nó không phải là một ngày một bữa mà khiến cho cái hệ miễn dịch của cá bị suy giảm, mà nó sẽ do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là chất lượng nước của bạn không được đảm bảo nè, hệ thống lọc của bạn không có chất lượng nè, khiến cho nguồn nước bị dơ nè, bạn cho ăn quá nhiều khiến cho nước bị bẩn. Và cứ nhiều lần cái sự mà môi trường nước không được đảm bảo, môi trường nước bẩn như vậy, nó lặp lại nhiều ngày thì sẽ khiến cho ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cá, và cá nó sẽ bị suy giảm, và như vậy thì rất là dễ khiến cho cá bị bệnh mắt lồi, mắt đục. Nguyên nhân cuối cùng đó là cái bệnh này nó cũng rất là thường hay được xảy ra đối với chú cá bị lão hóa, có nghĩa là những chú cá bị già rồi á, thì đối với những cái trường hợp đó thì cá hay bị bệnh đục mắt hơn. Sau khi đã tìm hiểu về nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ đi đến triệu chứng của căn bệnh. Về triệu chứng của căn bệnh thì mình sẽ chia làm hai phần ha. Phần đầu tiên đó là triệu chứng của bệnh mắt lồi. Về cái triệu chứng của phần mắt lồi thì nó rất là dễ nhận thấy. Ví dụ như là nói một cách đơn giản á, thì bạn sẽ thấy, quan sát là sẽ thấy mắt nó có một cái hiện tượng là lồi ra ngoài hơn so với bình thường. Dù cái chú cá bạn nuôi không phải là một loại cá mắt lồi đặc biệt. Và triệu chứng thứ hai đó là nhãn áp sẽ tăng bất thường. Và nếu mà bệnh ở cái giai đoạn cuối thì cái phần mắt và cái phần thần kinh của thị giác nó sẽ bị hoại tử, và có khả năng rất cao là mắt nó sẽ rơi ra luôn và nó bị mất luôn. Và nguyên nhân tiếp theo đó là do cái phần màng của mắt, cái phần lens nó sẽ nhô ra. Và đây là một cái tác dụng phụ của vi khuẩn, do vi khuẩn Aeromonas gây ra. Và một khi mà cái lens của mắt nó đã sưng lên rồi á, thì khả năng rất là cao là cái phần mắt của cá nó sẽ không trở lại trạng thái ban đầu được. Về triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng được xuất hiện ở bệnh đục mắt, thì có những triệu chứng như sau. Thứ nhất đó là nhãn cầu nó, bạn quan sát là nó sẽ mất cái độ trong suốt và nó sẽ trở nên đục. Và triệu chứng thứ hai là đôi khi á, là cái phần xung quanh mắt nó sẽ xuất hiện những cái bong bóng nhỏ nhỏ. Và cái triệu chứng cuối cùng đó là một khi mà vi khuẩn Aeromonas được hình thành á, thì nó cũng là sẽ là một cái nguyên nhân khiến cho mắt cá bị đục. Và nếu mà nặng á, thì có khả năng cao là sẽ không có chữa khỏi được, và cái mắt của cá sẽ bị mù.